Một hộ dân ở Hà Nội bị yêu cầu truy thu 80 triệu đồng tiền nước. Sau khi phát hiện đồng hồ nước có dấu hiệu bất thường, công ty nước sạch Tây Hà Nội đã yêu cầu truy thu gia đình anh Nguyễn Minh Thắng tổng số tiền là 81,5 triệu đồng. Đầu tháng 3, anh Nguyễn Minh Thắng ở xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã nhận được cuộc gọi của nhân viên công ty nước sạch Tây Hà Nội. Cuộc gọi thông báo việc đồng hồ nước khu nhà cho thuê trọ thuộc sở hữu của gia đình anh xuất hiện lỗ thủng cùng một que tăm cắm vào công tơ. Đại diện công ty nước nhận định que tăm cắm vào đã gây cản trở việc đo nước, tức là nước có vào nhưng đồng hồ sẽ không chạy. Đại diện công ty nước sạch Tây Hà Nội sau đó đã lập biên bản kiểm tra hệ thống nước. Nội dung biên bản là đồng hồ bị cháy mặt hiển thị, tiết diện cháy khoảng 2cm, tại vị trí cháy có một lỗ thủng cùng một que tăm. Đồng thời, người nhân viên này cũng thông báo rằng có dấu hiệu của việc đánh cắp nước nên đã tháo đồng hồ để niêm phong. Nguồn nước của khu trọ cũng bị cắt từ thời điểm này. Anh Nguyễn Minh Thắng khẳng định gia đình không làm việc này nên không ký vào biên bản. Sau đó vài ngày, chủ nhà cùng với vợ đã tới công ty nước sạch Tây Hà Nội để làm việc. Tại đây, đại diện công ty lý giải do chưa thể xác định sự việc xảy ra từ bao giờ, do đó công ty sẽ tính mức truy thu từ lắp đặt đồng hồ bắt đầu từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 3 năm 2023, số tháng truy thu là 51 tháng. Họ tính trung bình thời gian qua khu trọ nhà tôi sử dụng 60 mét khối mỗi tháng, nhân với giá nước kinh doanh là 25.000 đồng trên 1 mét khối. Ngoài ra 1,5 triệu đồng tiền thay đồng hồ mới, tổng cộng là 81,5 triệu. Người đàn ông dẫn lại lời của đại diện công ty nước sạch Tây Hà Nội. Để khắc phục vụ việc nước bị cắt tại khu nhà cho thuê trọ, gia đình anh Thắng đã phải sử dụng nước nhờ nhà hàng xóm trong khoảng 1 tháng. Sau đó anh sửa lại giếng khoan cũ, dẫn nước qua bể lọc để người trong khu trọ có nước sinh hoạt. Biết không đảm bảo sức khỏe, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, người đàn ông nói. Anh Nguyễn Minh Thắng khẳng định gia đình không thực hiện việc tác động vào đồng hồ nước và cho biết có một số điểm chưa hợp lý về cách xử lý của công ty. Thứ nhất là người đàn ông cho rằng mức truy thu trên là không có căn cứ bởi mỗi tháng gia đình anh đều đóng tiền nước đầy đủ, chưa từng đóng thiếu hay là đóng chậm. Về việc đồng hồ có một lỗ thủng, anh Thắng đặt câu hỏi về việc mỗi tháng phía công ty nước đều có nhân viên đến kiểm tra đồng hồ để chốt số nước. Vậy mà đến giờ họ lại bảo là không biết đồng hồ thủng từ bao giờ, rồi lại phạt truy thu chúng tôi từ lúc lắp đồng hồ. Vậy thì hàng tháng, họ lấy căn cứ ở đâu để thu tiền nước của nhà tôi, anh nói. Ông Nguyễn Đình Hà, giám đốc công ty nước sạch Tây Hà Nội xác nhận sự việc xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Minh Thắng. Tuy nhiên, ông cho rằng còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ quanh sự việc này. Khi phóng viên đặt câu hỏi, vị này nói sẽ có phản hồi chi tiết sau. Hiện chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về sự việc. Có nhiều điểm cần phải làm rõ, bởi đây không phải là trường hợp đầu tiên, lãnh đạo công ty nước sạch Tây Hà Nội nói thêm.